Không trả 230.000 đồng tiền ship, đôi vợ chồng còn hợp sức tác động khiến shipper gãy cả hai tay. Được biết, trưa ngày hôm qua 17 tháng 2, anh Đạt đi giao hai cây hoa đỗ quyên với phí ship là 230.000 đồng tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, vị khách không nhận hàng và yêu cầu nam shipper đi về. Với nhiệm vụ của người shipper, anh Đạt vẫn phải yêu cầu khách hàng trả tiền ship để anh mang hàng quay về hoàn cho người bán. Ngay lập tức, vị khách liền lên giọng đe dọa với nam shipper. Dù liên tục giải thích mình chỉ là người giao hàng, nếu có vấn đề gì thì đề nghị anh làm việc với cửa hàng. Nhưng những lời nói của anh shipper không khác gì đàn gãy tai trâu. Vừa dứt câu, vị khách liền tung đòn tác động vật lý khiến nam shipper choáng váng, giật lùi về sau. Tiếp theo, người này còn đấm và dùng chậu hoa để đánh lên đầu, khiến nam shipper không thể kháng cự. Chưa dừng lại ở đó, vị khách này còn gọi thêm vợ đang ở trong nhà ra trợ giúp. Sau đó, cả hai dùng tuyếp sắt và ghế inox thay nhau đánh vào người nam shipper. Chịu không nổi trước đòn đánh nên nam shipper sau đó vùng dậy bỏ chạy sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vị khách trên vẫn cầm theo dao đi lùng khiến anh Đạt đành phải tiếp tục bỏ chạy, vòng qua các con ngõ nhỏ đến công an xã trình báo. Chiều cùng ngày, nam shipper nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, tay phải gãy 2 vị trí, tay trái gãy 3 vị trí, phải mổ để cố định phần xương. Hiện cơ quan công an Quảng Ngãi đang giám định thương tật nam shipper để xử lý các bước tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!